Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trong ngành công thương nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng đã được các cấp ngành và doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, thực hiện, đã cơ bản đáp ứng các quy định pháp luật. Tuy nhiên, hóa chất là một ngành có lượng chất thải phát sinh lớn, do vậy cần đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, việc bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp nói chung và trong ngành hóa chất nói riêng đã được quan tâm và hiện thực hóa thông qua rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua, cụ thể là các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu với mục tiêu đạt mức trung hòa carbon bằng không vào năm 2050, Quy hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của các tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc ngành công thương, thời gian qua đã triển khai rất nhiều giải pháp để gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Riêng với ngành hóa chất, công tác quản lý, bảo vệ môi trường của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quan tâm với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, thống nhất. Tính từ năm 2020 đến nay, các đơn vị thành viên của tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, công tác quản lý chất thải gồm khí thải, nước thải, chất thải rắn đã được chú trọng. Đứng trước những cái vấn đề nóng lên toàn cầu về biến đổi khí hậu, công ty cũng đã ý thức được rằng là muốn tồn tại phát triển trong sản xuất kinh doanh thì phải là song song với vấn đề bảo vệ môi trường thì mới là phát triển bền vững. Do chính vì vậy là trong rất nhiều năm qua thì công ty đã triển khai rất là nhiều các dự án liên quan đến môi trường. Chúng tôi xử lý như là nước thải, khí thải và chất thải rắn. Trong đó cụ thể là chúng tôi đã tuần hoàn được 100% nước thải vào năm 2017. Và từ năm 2012 đến giờ thì chúng tôi đã chuyển đổi hoàn toàn các nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng nhiên liệu tái tạo là nhiên liệu sinh khối, giảm phát thải khí nhà kính và mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Bộ Công Thương đã và đang tích cực chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường đến các doanh nghiệp theo nhóm ngành nghề hoạt động, trong đó có hoạt động của các doanh nghiệp ngành hóa chất. Thông qua các chương trình, dự án đã giúp doanh nghiệp nhận diện được những vấn đề mà đơn vị phải triển khai thực hiện để phát triển bền vững. Ngành công nghiệp hóa chất là một ngành công nghiệp nền tảng, đóng một vai trò tương đối quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh cái vai trò quan trọng như thế của ngành hóa chất thì đâu đó cũng tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Cục Hóa chất Bộ Công Thương đã phối hợp với lại GEF là Quỹ Môi trường Toàn cầu và chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP xây dựng dự án áp dụng hóa học xanh ở Việt Nam. Mục tiêu của cái dự án này là chúng tôi hướng tới việc là xây dựng một cái hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp hóa chất phát triển bền vững. Việc gìn giữ, bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Là một bộ phận thiết yếu trong cơ cấu nền kinh tế, ngành hóa chất và các doanh nghiệp sản xuất trong ngành phải thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý, cũng như áp dụng các biện pháp tổng thể bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững chính là mục tiêu cuối cùng mà ngành hóa chất hướng tới.